xin lỗi vì đã đọc trộm nhật ký của con, vì mẹ lo lắm chẳng biết trong thâm tâm con nghĩ gì. Rồi mẹ nhìn thấy, mẹ thấy con buồn vì chuyện tối qua. Mẹ lỡ nặng lời, lỡ nặng lời làm con thấy chơi vơi. Thật tâm mẹ muốn điều tốt cho con thôi, ngủ sớm khi trời tối, gắng học chăm thế thôi. Để mai này lớn, đời sẽ cho con hơn. Bật cười khi thấy con để trong nhật ký rằng mẹ thật ơn. Đóng vai mẹ thường là vai ác, thường hay mắng với là dạy con, thường hay hỏi những câu chẳng đuôi với đâu, rất mong sau này con thôi. Đóng vai mẹ thường là vai ác, vì vai ác ấy phải dạy con. Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích, thế nên con hãy là vai chính. Chân thật vững bước, đóng vai mẹ thường là vai